Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm, đó là cái ốp lưng viền nhôm lưng trắng gương dành cho Samsung Galaxy A5 của chúng ta. Thì hiện tại thì ở shop của mình có 3 màu sắc để cho các bạn lựa chọn, đó là màu vàng, màu bạc và màu râu gôn là màu vàng hồng. Thì với một số chi tiết mình đến muốn giới thiệu đến các bạn, đó là cái ốp lưng này nó được thiết kế từ hai phần riêng biệt khác nhau, đó là cái phần mặt lưng trắng gương phía sau và cái phần viền nhôm thế này. Đây các bạn nhìn kỹ. Khi chúng ta muốn lắp đặt cái chiếc điện thoại vào cái ốp lưng này á, thì chúng ta phải tháo cái mặt lưng phía sau ra. Sau đó chúng ta đặt cái mặt kính điện thoại là cái màn hình á, úp xuống nằm lên cái viền nhôm này. Sau đó ta dùng cái nắp lưng này gài lại, thì nó ở đây nó có chấu gài thế này. Chúng ta chỉ cần đặt đúng vị trí và đẩy nó vào thôi. Thế này, rất là nhẹ nhàng. Thì với cái phần mặt lưng này nó được làm bằng nhựa dẻo thôi. Với cái phần phía sau nó chán một lớp gương thế này, trông rất là sáng và bóng, rất là đẹp đúng không? Và một số chi tiết khác như là nó chừa ra một cái lỗ camera và đèn led rất vừa bằng chiếc máy chúng ta. Và có một cái phần mũ trong thế này để chúng ta có thể nhìn thấy cái chữ Samsung đó, là cái logo máy của chúng ta. Và một số chi tiết khác như cái viền trắng thế này, nó làm giống như thiết kế những chiếc iPhone của hãng Apple ấy. Nhưng mà cái mặt lưng này thì nó rất là bám băng tay, và khi trong quá trình sử dụng thì chúng ta thường xuyên lau chùi để sẽ đẹp hơn. Và cái phần viền nhôm này thì nó được làm từ nhôm phay cao cấp, trông rất là đẹp, sáng và bền bỉ. Khi chúng ta có vô tình làm rơi máy xuống đất hay là va đập gì đấy thì nó sẽ bảo vệ cái phần viền máy và cái phần lưng máy chúng ta không bị mấp méo hay biến dạng gì, hoặc là một số hư hỏng không đáng có xảy ra. Một số chi tiết đó là cái nút phím vật lý như thế này, nó làm nổi phía trên. Đây là cái nút nguồn của chúng ta, ở làm nổi bề mặt trên thế này. Và đây cái phím âm lượng này, để khi mà chúng ta sử dụng cái lưng này thì chúng ta có thể dễ dàng thao tác, không gây khó khăn hoặc cản trở gì hết. Và một số chi tiết khác như là cái chui sạc này, cổng tai nghe rất vừa vặn với chiếc máy, và trong nó rất là cứng thế này. Thì một số chi tiết khác nữa như là cái ở trong cái phần viền nhôm này nó có chán một cái lớp nhung thế này, để khi chúng ta lót điện thoại vào hoặc là vô tình có bụi hoặc là cát nó bay vào thì nó sẽ bảo vệ cho cái phần viền máy nó không bị chảy xước trong suốt quá trình sử dụng của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các video tiếp theo.